Thành thử ra chúng ta mới được mời gọi là phát huy những đặc sủng Chúa ban theo ơn gọi và bậc sống của mình. Để phát huy sự hiệp thông trong giáo hội, thì Đức Thánh Cha Benedicto 16 kêu gọi chúng ta quan tâm đặc biệt đến một số lĩnh vực. Trước hết là phải quan tâm đến việc giáo dục đức tin và nâng cao trình độ văn hóa của mọi thành phần dân Chúa. Cái chuyện mà giáo dục đời sống đức tin thì các anh chị nghe hiểu. Nhưng mà hình như cái việc nâng cao trình độ văn hóa thì chúng ta ít khi nghe nói tới. Mà điều này cần. Có một thực tế không thể phủ nhận được ở Việt Nam mình là trong những thập niên trước đây này, cách đây 20 năm về trước đó, người công giáo không được vào đại học, đúng không? Không được vào, phải khai lý lịch. Cho nên số sinh viên công giáo rất rất ít và trí thức công giáo cũng rất ít. Thế nhưng từ 10, 15 năm nay thì người ta không còn áp dụng cái kiểu đó nữa. Như vậy chính là sinh viên công giáo phải gia tăng nhiều. Nhưng trong thực tế có gia tăng nhưng không phải nhiều lắm. Đấy là điều chúng ta nên quan tâm. Có thể mình ở thành phố mình không thấy vấn đề rõ. Nhưng mà rất nhiều người công giáo sống ở nông thôn. Và trình độ văn hóa kể là rất thấp. Đức giáo hoàng chứ không phải hội đồng giám mục căn dặn nhé. Nâng cao trình độ văn hóa của người dân. Đặc biệt là những anh chị nào ở đây mà làm việc ở trong ngành giáo dục thì chúng ta cố gắng quan tâm giúp đỡ cái điều đó. Rồi kế đến phải thúc đẩy việc thực thi bác ái vốn là nét đặc thù của giáo hội Chúa Kitô. Và sau nữa phải chăm sóc đặc biệt cho giới trẻ mà Đức Giáo Hoàng nói là nhất là giới trẻ nông thôn nữa. Đang đổ dồn về các thành phố lớn để học hành và tìm kiếm công ăn, việc làm. Các bạn trẻ đó từ vùng nông thôn đi ra thành phố với ước mong tìm công ăn, việc làm, nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình. Một lý tưởng rất đẹp. Nhưng đến khi bước vào đời sống thành phố rồi, rất nhiều cám dỗ. Tại sao người ta ăn chơi sang thế mà tôi không được? Tại sao người ta được hưởng thụ như thế mà tôi phải vất vả? Cho nên nhiều bạn dễ rơi vào cơn cám dỗ là làm giàu bằng con đường nào mà nó nhanh nhất, nó gọn nhất. Rồi cũng tìm cách hưởng thụ mọi thứ ăn chơi của thành phố, xa đà vào đó. Cho nên giáo hội quan tâm đặc biệt là giới trẻ di dân. Tiếp đó trong tương quan với xã hội á, thì hội đồng giám mục nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng. Cũng trong dòng chảy hiệp thông, chúng ta được mời gọi góp phần xây dựng xã hội trần thế. Đức Thánh Cha nhắn nhủ chúng ta rằng sứ mạng chính yếu của giáo hội là loan báo tin mừng. Giáo hội không có sứ mạng làm chính trị. Xem ra có một số người, người ta cứ muốn biến giáo hội thành một lực lượng chính trị để có thể lật đổ chế độ. Mà giáo hội đâu có cái ơn kêu gọi để làm việc đấy đâu. Sứ mạng chính yếu của giáo hội là loan báo tin mừng Chúa Kitô. Và chính khi chu toàn sứ mạng loan báo tin mừng là giáo hội đóng góp vào việc phát triển con người, không những về mặt nhân bản và thiêng liêng mà cả về mặt xã hội. Cụ thể là trong thành phố này, chính những anh em công an nói với tôi không phải một lần mà nhiều lần. Ở nơi nào mà đông người công giáo thì
thì ở đó vấn đề an ninh xã hội khá bảo đảm. Tức là chuyện trộm cắp, chuyện giết người là gì đó, nó không có, hoặc là ít lắm. Chính họ họ nhận xét như vậy. Mà nhận xét đó cho mình thấy là khi giáo hội loan báo tin mừng của Chúa thì không chỉ là góp phần phát triển con người ta về mặt nhân bản, về mặt thiêng liêng, mà cả xã hội nữa, cả về mặt xã hội. Điều này rất cụ thể thôi, không có gì lạ cả. Cho nên khi xây dựng đời sống mình trên nền tảng những giá trị tin mừng như bác ái, liêm chính và quý trọng công ích, thì anh chị em, các giám mục nói như vậy, anh chị em chính là những công dân tốt, tích cực tham gia vào việc xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. Chúng ta cứ là những người công giáo tốt đi, thì tất nhiên sẽ là người công dân tốt. Dĩ nhiên phải hiểu công dân tốt ở đây cho nó đúng. Đó là những người công dân góp phần vào việc xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. Qua anh chị em, giáo hội đóng góp phần mình vào việc phát triển con người và xã hội cách toàn diện trong tinh thần đối thoại chân thành, hợp tác lành mạnh và tôn trọng lẫn nhau. Có ba cụm từ nhé: đối thoại chân thành, hợp tác lành mạnh, tôn trọng lẫn nhau. Bây giờ chúng ta lấy ba từ này để áp dụng vào trong những vấn đề ở đó có mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội, trong những tranh chấp về đất đai. Đối thoại một cách chân thành, hợp tác mà là lành mạnh, và tôn trọng lẫn nhau. Thế mình lấy những điều đó như là chuẩn mực để hướng dẫn cách hành xử của mình, thì chúng tôi tin là mọi sự nó sẽ tốt đẹp hơn. Cuối cùng, năm thánh phải là động lực thúc đẩy chúng ta hăng say chia sẻ niềm vui đức tin với mọi người dân Việt. Để thực hiện được điều này thì cần phải khơi dậy hồng ân đức tin đã lãnh nhận, nhưng vì hoàn cảnh khách quan hoặc những yếu tố chủ quan, hồng ân ấy có thể đã bị phai mờ, lãng quên hay mai một. Năm thánh phải là dịp để khơi dậy. Đức tin thì chúng ta đã đón nhận rồi, nhưng mà có thể có những hoàn cảnh khách quan. Khách quan chẳng hạn, kể cả có những cán bộ năm nay cụ ấy 70 tuổi rồi, cụ mới đến, cụ ấy chia sẻ là vì hoàn cảnh cho nên suốt 40 năm qua là con không có đi nhà thờ. Hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng mà cũng có những yếu tố chủ quan. Và thưa cha, thú thật với cha là 15 năm nay con không có đến tòa giải tội. Bởi vì con xin Chúa mãi mà Chúa chả cho, con chán quá con bỏ đạo. Nó có cái yếu tố chủ quan của mình. Hay là lỡ vướng vợ nọ con kia, có yếu tố chủ quan của mình. Và vì thế đức tin làm sao? Nó bị phai mờ, lãng quên hay mai một. Thì đây là cái dịp được khơi dậy. Cho nên nếu các anh chị là những người đi làm việc tông đồ, thì năm thánh phải là cái dịp đặc biệt để thúc đẩy các anh chị trong việc tông đồ. Ngoài ra cần canh tân các phương thức truyền giáo nhằm đáp ứng những biến chuyển nhanh chóng của thời đại. Thời đại nó biến chuyển quá nhanh. Ví dụ thời bây giờ là thời Internet. Thú thật là tôi thỉnh thoảng nghe một vài anh chị đến chia sẻ điều này điều kia, tôi thấy Chúa soi sáng cho các anh chị làm được những chuyện mà tôi chả nghĩ tới.
Ví dụ như chúng ta đâu có ngờ là việc chúng ta học ở đây lớp Thánh Kinh trăm tuần mà bây giờ đưa lên mạng khắp thế giới, người Việt Nam ở đâu cũng nghe được. Rồi mới hôm qua có một ông ấy ở ngoài Hà Nội, ông đến ông ấy có mục đích, ông ấy hỏi là những cái bài sau này sao ông đợi mãi chả thấy gì. Mà ông ấy lại đi mua hàng ở đâu, cửa khẩu Lạng Sơn gì đó, ông ấy khoe là hàng Trung Quốc nhưng mà nó có cái USB hay lắm, gắn vào đó một cái là có thể nghe hôm nay xong ngày mai nghe tiếp chứ không phải nghe lại từ đầu, mà nó bán rẻ lắm. Và ông ấy kể chuyện là một năm nay thì ông ấy đã làm công việc này, tức là lên trên mạng, không biết là dựa vào cái mạng nào không biết, lấy lại cái bản văn mà người ta đọc Thánh Kinh á. Thánh Kinh mà người ta đọc nguyên văn như vậy ở trên mạng có phải không? Thế xong rồi ráp vào đó là những cái bài của lớp Thánh Kinh trong tuần này, để làm thành từng tập tập vậy. Rồi trong khả năng giới hạn của ông ấy, ông mới gửi cho các sinh viên công giáo ngoài đó. Mà các em sinh viên đó nó cũng lại ở trong nhóm tông đồ nào đó, nó trở thành trung gian để nó chuyển những cái tài liệu đó đến nhiều gia đình công giáo khác. Mục đích của họ chỉ là làm sao để phổ biến lời Chúa thôi. Thế rất nhiều sáng kiến Chúa Anh Thần soi sáng. Đấy là những phương thức truyền giáo ở trong thời đại mới. Nhưng mà các giám mục thì có nhắc chúng ta điều này. Nên nhớ rằng chứng tá đời sống vẫn luôn là cách thế cụ thể và thuyết phục nhất trong việc làm chứng cho tin mừng và giới thiệu Chúa cho người khác. Ở trong phần kết luận thì các giám mục chỉ nhấn mạnh có một điều: chúng ta cử hành năm thánh là để tạ ơn, để sám hối, canh tân và hòa giải. Và chúng tôi tin rằng nếu chúng ta bước vào năm thánh với những tâm tình và thái độ như vậy thì năm thánh sẽ mang lại nhiều hoa trái tốt lành cho mỗi người, mỗi gia đình cũng như cho tất cả giáo hội Việt Nam. Thế chắc sớm muộn thì các anh chị cũng sẽ trực tiếp đọc cái bản văn này. Nhưng mà tôi muốn nhân cơ hội đó để giới thiệu trước và cũng phân tích một chút cho nó rõ hơn. Nhìn quý ông bà và xin được gọi chung là các anh chị, thì tôi nhớ đến câu chuyện có một lần đọc ở trong cái cuốn gọi là Truyền thống Do Thái và có kể cho anh chị em giáo dân nghe. Ở trong một ngôi làng kia có một cô con gái nổi tiếng là rất thông minh. Cha của cô là một thầy giáo và chính ông thầy giáo đó thì ca tụng con gái mình là minh triết. Và trong đám học trò của ông thầy giáo thì có một anh thanh niên để ý cô này lắm, nhưng mà chưa có dịp ăn nói. Nhưng hôm đó thì may quá, đến lớp học, học ở nhà mà, thì thầy giáo đi vắng, vợ của thầy cũng vắng luôn, chỉ còn mỗi cô con gái ở nhà thôi. Cho nên anh ấy bèn thu hết can đảm, mà không biết bây giờ đến để nói cái gì đấy. Trời mây trăng gió làm sao. Anh ta mới nghĩ là cô này thông minh lắm, bây giờ mình phải hỏi cái vấn đề gì. Cho nên anh ta mới hỏi thế này: "Này cô à, tôi nghe nói là cô thông minh lắm, cô giải thích cho tôi xem linh hồn là cái gì vậy? Tôi không biết." Thế cô này cô ấy cười và bảo là: "Em cũng chả biết linh hồn là cái gì cả." Thì ngẫm nghĩ một hồi cô mới bảo: "À, nhưng mà em thường nghe ba của em nói với má em thế này: em là linh hồn của anh." Thế là anh này nghĩa là ngàn năm một thuở, bèn tiến lên một bước, không những là tiến bằng chân mà tiến cả bằng tay nữa.
nắm lấy bàn tay người ta và bèn rất nhẹ nhàng.